Khớp cắn ngược, răng lệch lạc không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn tiềm tàng những bệnh răng miệng nguy hiểm. Tình trạng này sẽ hoàn toàn biến mất khi chỉnh nha với niềng răng mắc cài kim loại. Hệ thống mắc cài được đặt cố định trên răng và dây cung nằm trên rãnh mắc cài để tạo lực xiết giúp các răng di chuyển điều chỉnh lại khớp cắn. Chất liệu kim loại có độ bám tốt, giúp răng di chuyển ổn định, tăng hiệu quả cho quá trình điều trị và không gây khó chịu hay bất kỳ kích ứng nào cho bạn. Không những cải thiện các sai lệch về răng, sau quá trình chỉnh nha mặt nghiêng, độ nhô của môi, hốc mũi sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Niềng răng mắc cài kim loại là phương pháp niềng răng truyền thống, khắc phục hiệu quả với tất cả các trường hợp hô, móm, thưa, lệch lạc từ trung bình đến phức tạp. Niềng răng đẹp DR Vương, chuyên niềng răng mắc cài kim loại, với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại. Vừa túi tiền mà còn cho trợ góp nữa chứ. Chuyên nghiệp và uy tín,